Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha, tàn đều đế. Đây quý vị, để qua xa đế ha, đế cũng đẹp không đây ha. Vừa tàn vừa đế ha. Đây, chào Minh. Chào anh Tấn. Hôm nay em có cái về cái lô mai tàn gồm 39 cây ha. Em giao lưu cùng cô chú chị mình trên toàn quốc. Là số điện thoại của em giao lưu là 036 812 8512. Hình thức của em là bao sống và bao ship luôn nha. Toàn quốc chỗ gì luôn. Cô chú chị mình có hợp nhãn cái lô này 39 cây, em sẽ để giá sỉ hữu nghị luôn. Rồi. Đó, cô chú chị nào về lập vườn hay là thần chậu gì á cứ alo em cái nha. Rồi, em tiến hành cây số 1 đi. Rồi, mã số 1 đây quý vị. Thì em này chiều cao chắc khoảng tầm 1m6 ha. Tán ngang chắc khoảng 1m. Hoành 20. 20 hoành. Quý vị ngắm nghía tại cành từ đỉnh rà xuống, quý vị ngắm nghía kỹ ha. 20 hoành đều hết trơn nữa ha. Rồi, đế quá xa đế ha. Rồi, xây xây đế luôn. Đế cộng to mà đặt kẹo hết trơn. Rồi, mã số 1 số 1 em giao lưu giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu cái gì? Đế đẹp, tàn đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Như đế chừng đế nôm. Đặt luôn. Rồi, em lên mã số 2. Rồi, mã số 2. Rồi, em này cao tầm khoảng là 1m1 ha. 17 hoành rưỡi. Rồi, tán ngang khoảng 80 ha. Cây tài dù. 17 rưỡi cái hoành ha. Xưng cành, xòe. Rồi, để chứ con quá xa đế ha, để nôm luôn. Cộng rồi, mã số luôn. 2 em giao lưu giá 650 ngàn. Rồi, xuống cây. Mã số 3 luôn rồi quý vị. Lên mã số 3. Rồi, mã số 3 thì em này cao tầm khoảng là 1m2 ha. Tán ngang khoảng 90. Rồi, hoành thân 21. Rồi, 21 hoành. Hai cành đặt kẹo luôn. Mã số 3 em giao lưu giá 600 ngàn. Đó, tay cành ha, đặt đặt hết trơn nè. Rồi, xuống đế đây. Đó, đây trước đây có luôn ha. Rồi, cũng đều. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 4 nha. Rồi, số 4. Rồi, số 4 thì em này cao tầm 1m nha quý vị. Hoành eo là 20. 20, tán ngang khoảng 90. Rồi, xuống cành luôn. Cành cũng đều ha. Cành to to không rồi quý vị. Mã số 4 em giao lưu giá 600 ngàn. Rồi, để luôn. Xây xây xây, để đều ha. Tứ phía hết lần ha. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 5. Rồi, số 5. Rồi, chiều cao khoảng 1m1. Rồi, tán ngang em này gọn gọn khoảng 70 ha. Rồi, cái hoành. Rồi, hoành thân 21. Rồi, 21 hoành. Rồi, xuống cành quý vị ngắm nghía ha. Thì trong quá trình xem quý vị thấy ưng ý mà số nào cần alo trực tiếp cho em Minh ha. Thì số điện thoại của em Minh thì để trên tiêu đề đó quý vị. Mã số 5 em giao lưu giá 500 ngàn. Rồi, củ đế đây. Rồi, củ đế ha. Đẹp đây ha, 500 ngàn bao ship tận nhà. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, em lên mã số 6. Rồi, mã số 6 này cao tầm khoảng là 1m1 quý vị. Hoành thân 17. Khoảng 70 ha, hoành thân 17. Rồi, xương cành đều. Rồi, mã số 6 em giao lưu giá là 550. Rồi, để cái 550 ngàn. Để nơm, sổ đều hết trơn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số. Em lên mã số 7. Rồi, cao khoảng 1m1, tán ngang khoảng 80. Hoành thân 15. 15 hoành. Rồi, xương cành luôn. Mã số 7 em giao lưu giá là 550 ngàn. Cành đều hay quý vị nè. Rồi, xuống đế luôn. Để có đế luôn. Lô này cô chú chị mình bắt gì lên chậu ha. Hoặc lập vườn đẹp luôn. Hoành to không. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 8 nha. Rồi, mã số 8. Cao khoảng 12. 80, tán ngang khoảng 60. Rồi, 12 hoành. Em này tay cành đặt kẹo luôn. Đó, vô cái chậu nhỏ nhỏ gọn gọn chơi hết ý ha. Đế thì một đế. Củ đế luôn. Mã số 8 giao lưu giá 450 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 9. Rồi, mã số 9 cao tầm khoảng là 1m5, tán ngang khoảng 1m. Hoành thân 21. Rồi, 21 hoành.
tai cành đặt kẹo xương ngang. Tai cành rất đẹp ha, để luôn. Mã số 9 luôn. Em giao lưu giá là 750.000. Rồi, để yêu thương luôn, để đẹp, càng đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 10. Rồi, số 10. Em này cao tầm khoảng là 1m35, tán ngang 90. Hoành thân 20. Rồi, 20 hoành. Tay cành đều quá ha. Mã số 10 em giao lưu giá là 750.000. Để vô vậy, để nơm. Để nơm, chân nơm luôn ha. Đều bốn mã luôn. Bốn mặt có luôn. Mã số 10 750.000. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 11. Rồi, mã số 11 cao khoảng 1m25. Hoành thân 18. Rồi, tán ngang tầm khoảng 70. 18 hoành. Rồi, xương cành. Mã số 11 giao lưu giá 500.000. Để luôn. Rồi, xuống cây. 500.000 cho mã số 11. Rồi, em lên mã số 12. Rồi, mã số 12 cao 1m, tán ngang 70. Hoành thân 15. Rồi, 15 hoành. Rồi, xương cành quý vị nghe em này xương đều ha. Mã số 15 em, mã số 12 giao lưu giá 500.000. Để luôn, để có cái cũ luôn. Đó. 12, mã số 12 500.000. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 13. Rồi, 13. Cao khoảng 1m3, tán ngang 90. Hoành thân 21. 21 hoành. Bông đẹp quá nè, có cái bông nè. Đây, có mặt bông. Đây là quý vị. Có bông vô á. À, bông đẹp luôn ha. Ở trên đây cũng có nữa nè. À, bông hai lớp, đẹp ha. Tay cành đều luôn nè. Mã số 13 em giao lưu giá 800.000. Đây lực quá à. Để nay bự gần 800.000 cho mã số 13. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 14. 14, cao khoảng 1m2, tán ngang 80. Hoành thân 17. 17 hoành. Rồi, xương cành luôn. Mã số 14 em giao lưu giá là 550.000. Để luôn quý vị. Để tứ diện ha. 550.000 cho mã số 14. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 15 luôn quý vị. Rồi, em lên mã số 15. Rồi, mã số 15 thì em này cao tầm khoảng 1m4 nhưng quý vị. À, tán ngang khoảng 1m ha. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành thân 22. Rồi, 22 hoành. Có cái củ tròn tròn. Cái củ tròn luôn là tới 30. Củ 30. Củ nở 30 nha quý vị. À, tay cành đều nè. Hoành 22, cái củ nở 30. Mã số 15 em giao lưu giá 800.000. Đây, cái củ nở luôn. À, củ để luôn ha. Để đẹp luôn, xung quanh cái củ luôn. 800. Rồi, xuống cây. Cũng yêu thương ha. Rồi, em lên mã số 16. Rồi, mã số 16 quý vị. Rồi, em này cao tầm khoảng là 1m3. Hoành thân 18. Hoành thân 18. 18 hoành. Rồi, xương cành luôn. Mã số 16 giao lưu giá 700. Để coi quý vị. 18 hoành. Mã số 16 700.000. Rồi, xuống cây. Rồi. Mã số 17. Em lên mã số 17. Rồi, em này cao tầm khoảng 1m, tán ngang 90. Hoành eo 21. 21. Rồi quý vị ngắm nghe kỹ ha. Em này thì tầng đa ha. Mã số 17 em giao lưu giá 600.000. Để luôn nè quý vị. Để tiếp luôn. Rồi 600 nha quý vị. Rồi 17 600. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 18 luôn. Rồi mã số 18. Em này cao tầm khoảng 1m4, tán ngang 90. Hoành thân 20. Rồi, 20 hoành. Tay cành. Xương ngang. Mã số 18 giao lưu giá là 750.000. Rồi, đế đâu gì đế đẹp luôn ha. À, xè đều bầu trơn.
Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 19. Rồi mã số 19 có bồng ở trên quá xá luôn. Rồi cao 1m2, tán ngang 90 ha. Hoành thân 18. Rồi 18 hoành. Đây, bồng đây. Sẽ xây luôn, sẽ tiếp luôn. Đây, dừng lại cho quý vị nghĩa bông ha. Đó, bông đẹp tuyệt vời ha. Mã số 19 em giao lưu giá là 650.000. Hai cành luôn quý vị. Để luôn ha. Đây nè, có củ ha, để lực lực à, 650.000 quý vị ạ. Rồi, xuống cây, bông đẹp luôn ha. Rồi, em lên mã số 20. Rồi mã số 20, em này cao tầm khoảng là 1m2 ha, tán ngang khoảng 80. Hoành thân 16. Rồi 16 hoành, em này xương cành đều xương ngang ha. À, xương ngang, khích ha. Mã số 20 em giao lưu giá 600.000. Rồi để luôn. Rồi 600.000 quý vị. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 21. Rồi 21 cao khoảng 1m2, tán ngang khoảng 1m. Hoành thân 20. Rồi 20 hoành. Tay cành đặt hết trơn ha. 21 em giao lưu giá 850.000. Rồi xuống đế các quý vị. 850.000 cho mã số 21. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 22. Rồi 22 này cao 1m5. Hoành thân 19. Rồi tán ngang tầm khoảng 90 ha. Hoành 19. Rồi xuống cành từ đỉnh mình ra từ từ xuống nè. Mã số 22 giao lưu giá 700.000. Rồi để luôn. Để này giữ ạ. Còn bự bự không đây ha. Đóng đều luôn rồi. Như cái bàn tay mình xè nữa chú chị mình đây. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 23. Rồi 23 hoành thân 16. Hôm nay cao tầm 1m4 nhưng quý vị, tán ngang khoảng 60 ha. Hoành 16 xương cành luôn. Mã số 23 em giao lưu giá 500.000. Rồi để đây quý vị. Để bàn ha. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 24. Hoành thân 17. 24 hoành 17 cao 1m3. Rồi tán ngang khoảng 80 ha. Rồi xương cành cũng khích nha quý vị nè. Mã số 24 giao lưu giá 600.000. 24 600.000. Để luôn, để nơm đặt kẹo. Để nơm. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 25. Rồi 25. Rồi em này cao tầm 1m4. Hoành thân 18. Rồi tán ngang 90. Rồi đọc chủ đây ha. Xương cành gì ngắm. Mã số 25 nha. Giao lưu giá 650.000. 18 hoành. Mã số 25 650.000. Đây nè. Đây cũng khá đẹp đây. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 26. Rồi 26 này cao tầm khoảng 90 ha, tán ngang cũng 90 luôn. Hoành thân 19. Rồi mã hoành thân 19 luôn. Này cũng có số 9 cái tầng ha. Mã số 26 em giao lưu giá là 550.000. Rồi để luôn rồi quý vị. Đấy con bự bự bự. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 27. Rồi 27. Rồi chiều cao khoảng là 1m3. Hoành thân 16. Rồi tán ngang 60. Hoành 16. Rồi tay cành. Mã số 27 em giao lưu giá 650.000. Rồi xuống đế quý vị. Thấy đẹp ha. Phần bố đều luôn. Rồi xuống cây. Rồi số tiếp theo luôn. Rồi em lên mã số 28. Rồi mã số 28 này cao tầm khoảng 1m1 ha. Hoành thân 16. Rồi tán ngang khoảng 70 ha. Hoành thì 16. Rồi đọc chủ đây ha quý vị.
hai cành nè, cũng khá ha. Mã số 28 giao lưu giá 600.000. Rồi, để đây gì? Để tứ diện ha. À, mặt nào cũng có. 28 600.000. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, em lên mã số 29. Rồi, mã số 29 này cao tầm khoảng 1m1. Hoành thân 18. Rồi, tán ngang khoảng 70. 18 hoành. Rồi, xương cành luôn. Cụ đế cũng nôm luôn. À. Mã số 29 em giao lưu giá 850.000. Rồi, để luôn. Mà để đặt nè ha. Rồi, 850.000 quý vị bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 30. Em lên mã số 30. Rồi, mã số 30 đây. Hoành thân 20. Rồi, cao khoảng 1m4. Tán ngang khoảng 80. Rồi, xương cành cái gì ha. Xương ngang đây ha. Mã số 30 em giao lưu giá 800.000. Qua đế luôn. Để qua đế luôn. 800.000. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 31. Rồi, 31. Này cao khoảng 1m35 ha. Hoành thân 17. Rồi, tán ngang tầm khoảng 80. 17 hoành. Rồi, xương cành luôn. Mã số 31 em giao lưu giá 550.000. Rồi, nghĩa ha, kỹ đường thân tay cành ha, thân trực ha, tay cành đều nè. Để luôn. Rồi, 550.000, bao ship tận nhà. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 32. Rồi, 32, cao tầm khoảng 1m ha, tán ngang tầm khoảng 90. Hoành thân 17. Rồi, 17 hoành. Xương cành đều ha. Mã số 32 em giao lưu giá 600.000. Rồi, để luôn nè quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 33. Rồi, 33, cao khoảng 1m luôn, tán ngang 70. Hoành thân 15. Rồi, 15 hoành. Rồi, xương cành đây ha. Mã số 33 em giao lưu giá 500.000. Rồi, để luôn nè quý vị. Rồi, 500.000. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 34. Rồi, 34. Em này cao lấy 1m35. Hoành thân 21. 21 hoành, tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Rồi, đọt chủ đây ha. Cái này xương ngang không nè. Mã số 34 em giao lưu giá 600.000. Rồi, xuống đế nha quý vị. Để đây ha. 34 600.000. Mã số 34. Xuống cây. Rồi, em lên mã số 35. Rồi, 35. Rồi, em này cao tầm khoảng 1m2 ha, tán ngang. Hoành thân 18. Tán ngang khoảng 70 ha, hoành thì 18. Mã số 35 em giao lưu giá 500.000. 35 500.000. Em bao ship luôn. Rồi, để luôn quý vị. Cô chú chị mình xem clip thấy có hộp nhãn thì lấy giá sỉ, em sẽ có giá hữu nghị luôn nha cả nhà. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 36. Rồi, em này cao khoảng 1m, tán ngang khoảng 1m luôn. Hoành thân 17. Rồi, 17 hoành. Xương cành luôn. Mã số 36 em giao lưu giá 550.000. Xương cành đẹp ha. Rồi, để luôn quý vị. 550.000 cho mã số 36. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 37. Rồi, mã số 37 cao tầm khoảng 80 ha, tán ngang khoảng 60. Hoành thân 15. Rồi, 15 hoành. Xương cành luôn. Mã số 37 em giao lưu giá là 450.000. Rồi, để luôn nè quý vị, để cộng bự bự ha. 450.000 là bao ship rồi nha quý vị. Giá rất là mềm cô chú chị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 38. 38. Rồi, em này cao tầm khoảng là 1m4 ha. Hoành thân 16. Rồi, tán ngang khoảng 60. Rồi, tay cành từ đỉnh xuống đây.
Mã số 38 em giao lưu giá 500 ngàn. Để luôn rồi quý vị. Mã 38 500 ngàn. Em bao ship luôn cô anh chị ơi. Xuống cây. Mai giảo Thủ Đức nha, mặt bông 6 đến 12 cánh ha. Rồi, em lên mã số 39 là mã cuối clip luôn cô anh chị. Rồi, hoành. Hoành eo là 22. 22. Rồi, cao khoảng 1,4, tán ngang khoảng 1 m. Rồi, tay cành quý vị. Mã số 39 em giao lưu giá là 850 ngàn. 850 ngàn. 22 hoành. Rồi, để luôn. Rồi. Cuối clip em chúc cô chú chị mình một ngày mới làm việc vui vẻ nha. Cô chú chị mình xem clip thấy hay ủng hộ em về số điện thoại là 036 812 8512. Và hình thức bên em là cũng là bao sống và bao ship. Chào cô chú chị mình ha.